Chào tất cả mọi người và các bạn trở lại với kênh Toàn Đổ Vlog 79. Hôm nay mình cũng đến nhà khách xem một cái tủ lạnh LG dòng Sabeside loại hai cánh lớn á, thì khách báo không lạnh. Đầu tiên thì mình mở mình kiểm tra cho mọi người xem. Đây là ngăn đá. Ngăn đá thì khách báo là không đông. Thì cái đầu tiên á là mình phải coi cái quạt chạy hay không. Thì trong đây là quạt chạy tốt như bình thường nha, cái hơi lạnh mát thôi chứ không lạnh nhiều. Đây là ngăn đá. Rồi tiếp theo mình sẽ kiểm tra bên ngăn mát. Ngăn mát thì quạt ngăn mát vẫn chạy nha mọi người, đều không có độ lạnh. Bây giờ mình kiểm tra cái loại model nó đời nào nha. Mờ quá không thấy. Cái loại này dòng này là cái kiểu của nó là kiểu loại của nó là GR B2473ZS. Loại này là dung tích là 679 lít nha mọi người. 679 lít. Xài ga 600. Ga này là ga cháy nổ nha mọi người. Mình thử khi mọi người làm một cái tủ này rất là kỹ càng. Thông sạch sẽ mới dùng cho đá vô hơi nha, chứ còn cái này mà kê cho đá vô là có thể nó cháy nổ á. Thử khi mà gặp những cái dòng tủ mà nó đề cái tem nè, cái tem cháy nè, thì mọi người thận trọng xíu, tại gọi là ghe cháy á. Thì hiện tại giờ lốc vẫn hoạt động tốt, quạt dần nóng dần lạnh hoạt động tốt, nhưng mà mình kiểm tra thấy là cái dần nóng như này nè, lâu ngày nó nằm giải nhiệt dưới nước á là nó bị mục ố rồi. Mình đi kiểm tra cho mọi người xem. Giờ cách khắc phục của mình á thì đây mọi người xem nè. Cách khắc phục của mình á thì mình sẽ cắt lấy cái dàn ống ra. Mình thay lại cái đường ống dưới rồi thông sạch sẽ sạc ke lại cho mọi người và các bạn xem. Mọi người nhìn dưới đây nè, ngay dàn ống nó có hai con vít nha. Mở hai con vít này ra. Tháo lại rút dàn ống ra nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm dàn nóng và cách sạc ke luôn. Loại ke R600 nè. Rồi, mà mọi người nhìn nha. Nhìn là như thế này là mới biết được cái dàn nóng xì nè. Lâu ngày nó nằm ở dưới nước nó ngâm á, đây giờ là do chất nước nè. Nó ngâm thì dàn nóng nó sẽ mục. Đó mọi người nhìn thấy cái dàn nóng nó mục như thế này thì biết là cái tủ xì ke nha. Không cần kiểm tra mã lỗi. Rồi cách khắc phục của mình là mình làm cho hướng dẫn cho tất cả mọi người các bạn nhìn để biết rõ nguyên lý và cách làm dàn nóng như thế nào và cách sạc ga như thế nào nha mọi người. Mọi người nhìn là thấy cái dàn nóng của cái tủ lạnh Sabeside LG nè, tủ 679 lít. Mấy cái dàn nóng mà nó ngâm dưới nước á thì lâu ngày nó hay bị xì mấy cái chỗ này nha mọi người và các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt phần hàng, mình thay ống đồng vô cho mọi người xem và mọi người nhìn là biết là những cái này khi mà gặp những cái tủ mà LG mà nó bị trường hợp nó chạy không lạnh á thì cách tốt nhất mình kiểm tra dàn nóng rồi mình tính chuyện sau. Bây giờ mình sẽ hàng cho tất cả mọi người nhìn nha. Bỏ xong mà cào sạch chỗ này đã hàng nha mọi người. Cạp sạch xong cắt bỏ chỗ này đi nha. Bỏ điểm mục đi. Dùng dao cắt cái này cho nó gọn. Anh em hàng đồng xong nhớ trám bạc luôn nha.
nó gọn đẹp. Giờ mình ráp vàng nóng nha mọi người, ráp vàng nóng xong rồi mình chỉ cho tất cả mọi người các bạn cái cách mà thông gió nó trước cho nó, để cho mà trước khi đặt cái đá vô hàng nha. Lộ này thì mình phải thông rồi mà mình mới đu với đá vô hàng, chứ không là nó sẽ phục cháy nha. Mọi người trước khi mà hàng giá nha, là cắt cái ống về của cái lốc nha, để cho cái lốc nó chạy khoảng một phút để cho nó thông, nó thổi cái ghe E600 hết nha mọi người. Tại ghe này ghe cháy thử cho nó thông sạch sẽ rồi đầu mình mới đút giá mình hàng nha, đừng có bao giờ hàng liền đó, ý như vậy mình nè, cho nó thổi cái hơi ghe ra hết đi, xong mới hàng cho nó an toàn. Cái đây là bây giờ mình hàng xong mình sẽ vô ghe cho mọi người các bạn nhìn nha, chứ một tay quay một tay hàng không được đó, làm ống vô y như mình luôn nè, cào sạch đầu vô y như, xong bắt đầu hàng lại. Cái này là hàng đồng trước, đồng xưa trước xong bắt đầu chấm bạc sâu nha mọi người, xong bắt đầu hàng xong bắt đầu mới thông bắt đầu hôm bơm thứ xì dùng hút chân không mới sạch ghe nha. Khi mà mọi người hàng xong rồi nha, bây giờ là mình hàng xong hết tất cả nè, đường đi nè, rồi còn để một ống về thôi nha mọi người, ống hồi á, rồi mọi người chịu khó là thông nó trong một cái thời gian 1-2 phút nha, cho nó ra hết cái chất nhớt ra, rồi mới hàng xong bắt đầu bơm thứ xì. Thông y như mình nè, bịt cái tay lại. Rồi hàng ráp ống về luôn. Rồi xi bơm thử xì cho mọi người xem. Rồi mình đã hàng xong, giờ mình bơm áp thử nha mọi người. Nên lưu ý là những cái tủ này á là tầm mình bơm là khoảng tầm 250 nha, mức kim 250 là vừa. Rồi mình thử mấy cuốn hàng xì. Chờ lên đủ áp 250 là mình thử xì. Non quá cũng được mà năng quá cũng không được. Thử xì coi có xì không. Khi áp lên từ từ ở gần 250 rồi, mọi người nên nhớ là thử xì từ từ hết nha, các mối như thế nào. Dùng lớp xà bông quẹt ngâm tay vào. Rồi khi mà hàng xong bơm thử xì xong á, mọi người trước khi hút chân không á, mọi người bắt qua cái đồng hồ của anh áp thấp nha, màu xanh nè, hút chân không khoảng 15 phút. Khi hút xong bắt đầu khóa cái này lại, bắt đầu mới sạc ghe nha mọi người. Thì dung lượng của cái thằng tủ này á, mặc dù nó là size by size 679 lít, nhưng mà ghe của nó là 8,5 g cho 8,5 g đi. Thì nếu mà mình kinh nghiệm thì mình sạc thì không mình biết, còn nhưng mà mọi người không biết thì dùng một cái con nha, cái con bình ghe này nè chính xác hơn. Ví dụ để một cái chai ghe này lên đó, mọi người con trọng lượng của con này ra, rồi sẽ trừ ra là 8,5 g nha, là chính xác. Còn mà mình quen rồi thì mình chỉ theo kinh nghiệm mình là mình sạc lại đủ ghe không mình biết nha. Còn mọi người không biết thì nên để cái bình ghe con trước nè. Thì mà ví dụ như đây hiện tại là mọi người nhìn nó là
hai lần rưỡi thì mọi người trừ ra sạc ghe trừ ra 850 gram nha. Khi trong thời gian hút gió, hút chân không, mọi người dùng cái đá hơ sơ cái phin lọc cho nó nóng nha, để chiên hút ẩm ra. Khi mà hút trong vòng 15 phút rồi nha, cái quanh xanh này mọi người khóa cái quanh xanh này lại, khóa chặt lại, xong bắt đầu mà rút cái máy hút chân không đi, càng nhanh càng tốt nha. Xong bắt vô cái bình này, đây là bình ga E600 nè. Thì mọi người không có biết thì cái nhìn nhớ là dùng cái đồng hồ con như mình thôi đó, còn mọi người anh em là kinh nghiệm thì thôi. Dụ coi xem cái tủ nó là dụ như sạc trong đó là 8 gram hay là một lạng gì đó là 100 gram thì mọi người cái con này mọi người biết thôi chính xác. Mình cũng đã đang sạc ga nha. Bây giờ lóc bắt đầu quạt mới chạy trước nè. Cho từ từ cho khi lóc máy nó chạy rồi áp nó về còn nhiêu. Nên nhớ là ga E600 này là áp nó rất thấp nha mọi người. Mình tầm về chạy trên không là mình để này, đừng vô ga nữa nha. Còn cân theo mình là trừ ra 8,5 gram để chính xác nha. Mình vô ghe là áp đang về không mà để yên nhiên mọi người. Cho nó chạy 15-20 phút sau biết nha. Áp không đừng vô nữa. Mọi người nhìn thấy trong vòng 15 phút đó rồi mình tắt nha. Tắt cho nó ngồi ghe xong rồi bật lại nha. Lên cao rồi nha. Rồi mọi người bật cho máy chạy lại nha. Tủ lạnh mình cũng đã chạy 1 tiếng đồng hồ rồi nha mọi người. Bây giờ mình kiểm tra nâng đá nè, coi cái hơi ra chưa. Rồi hơi bắt đầu cũng ra tốt nha. Hơi bắt đầu tỏ xuống đó. Rồi mình kiểm tra qua tiếp tục bên ngăn mát nữa. Rồi ngăn mát cũng có hơi rồi nha mọi người. Thôi clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người cảm thấy yêu mình, yêu mến, có thể bấm cho mình một đăng ký kênh, một like, chia sẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người và các bạn.